Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 29 tháng 9 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 30 tháng 9 năm 2021. Hôm nay là một phiên mà thị trường bán ra xong đó rút chân lên anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn thấy đây là các chỉ số index của chúng ta này. VN Index thì hôm nay là giảm có đi ngang nhé, giảm một chút xíu thôi, màu đỏ nhưng mà là ở mức ngang phiên ngày hôm qua. Thì anh chị thấy là có cái hoạt động test. Cái phiên ngày hôm nay là bản chất là nó là test lại cái phiên này thôi. Test lại cái phiên ngày 27 tháng 9, tuy nhiên nó là test thành công nhé. Sau khi nó test hết lực bán, nó kéo lên nhé, rút chân lên nhé, đây là dấu hiệu rất tích cực nhé. VN30 cũng vậy, các anh chị thấy nó bán này, xong nó rút chân lên này. Khối lượng cái này thì hơi lớn một chút, VN-Index thì khối lượng thấp. HV-Index vậy nhé, cũng bán rút chân lên. Nó là cái phiên test lại phiên này thôi. Hay đấy, cũng index cũng vậy nhé. Nói chung là hôm nay là diễn biến khá là tích cực anh chị nhé. Anh chị thấy có thể là một phiên test rút trở lên và là một phiên test thành công. Ở trong bốn cái chỉ số index này thì có ba cái chỉ số là trên MA20, trừ có VN-Index là đang thấp hơn MA20 thôi. Tuy nhiên là như mình có chia sẻ với các anh chị ấy, là khi mà thị trường chúng ta đánh giá là sideways thì chúng ta cho phép nó hoạt động lên xuống đường trung bình MA20. Các anh chị có thể nhìn lại cái giai đoạn này này. Giai đoạn mà hồi tháng 3, tháng 4 năm 2021 này anh chị nhé. Đấy, những giai đoạn này nó là gọi là sideways nhé. Rất nhiều lần nó rút bỏ như thế này này. Rất nhiều lần thị trường nó tiêm vaccine cho những nhà đầu tư đúng không ạ? Tiêm cho nhà đầu tư sợ hãi ra khỏi. Tiêm cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ sợ hãi ra khỏi, nhưng mà thị trường nó lên đúng không ạ? Đấy. Thì các chị đặt mình vào cái để đánh giá về từ cái hành vi của nhà đầu tư lớn và cái tâm lý cũng như là cái bản năng của nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì chúng ta sẽ nhìn ra như được những cái dấu hiệu của thị trường. Thị trường nói chung ở đây thì không quá xấu nhưng mà cũng không phải là quá đẹp anh chị nhé. Về cơ bản nó là trong cái giai đoạn sideways. Sideways và phiên test hôm nay là một phiên test thành công. Rất là nhiều các cổ phiếu test ở cái vùng hỗ trợ nhé. Thì test ở đây được hiểu là như này. Hôm nay nó là một phiên nó test 3, nó test xong lại kéo lên, hoặc là nó này là một phiên điều chỉnh. Test lại cái phiên ngày 20 tiếp lại cái phiên này này, phiên 27/9 và khối lượng thấp. Đó là gọi là test. Nói chung là diễn biến thị trường cũng khá là tích cực anh chị nhé. Khá là tích cực khoảng 60%. Mình thấy tích cực 60%. Và đánh giá thị trường trong giai đoạn sideways. Và chúng ta nắm giữ các cổ phiếu và lưu ý là quản trị danh mục. Và nếu các anh chị mua thì có thể ưu tiên mua các cổ phiếu kiệt vốn hơn là các cổ phiếu bùng nổ anh chị nhé. Thì đây là số lượng các cổ phiếu tốt, anh chị thấy số lượng cổ phiếu tốt thì có cái sự gia tăng này. Hôm nay là phiên gia tăng số 3 rồi nhé. Hiện nay có 251 cổ phiếu tốt, tuy nhiên là vẫn chưa vượt được đường trung bình. Thì ở đây thì về cơ bản thì chúng ta nhìn thấy rằng là khá là tích cực, số lượng cổ phiếu tốt gia tăng thì được hiểu là số lượng cổ phiếu tốt nó nở ra khá là tích cực hơn. Đó thì chúng ta có thể quan sát, tuy nhiên mình hay tham gia nắm giữ cổ phiếu vào cái giai đoạn mà số lượng cổ phiếu tốt nó phải nở, nó vượt trên cái đường trung bình như này thì mình sẽ tham gia ở phiên đó. Phiên hôm nay chị hỏi có tham gia được không thì thực ra cũng có thể tham gia được, nếu anh chị mà đang giữ những cổ phiếu mà có lợi nhuận thì anh chị hôm nay có thể tham gia gọi là thăm dò vị thế thôi, thăm dò vị thế chứ đừng kỳ vọng lợi nhuận nhiều. Thăm dò vị thế nếu mà nó đúng như kịch bản thì chúng ta sẽ gia tăng, còn nếu chẳng may mà nó không đúng thì chúng ta sẽ chạy đúng không ạ. Về các cái dòng cổ phiếu mạnh thì hiện nay là các cái dòng mạnh trên thị trường thì gồm có mấy cái nhóm dầu khí này, hóa chất này, hàng không này, điện này, vận tải biển này, vật liệu xây dựng dệt may, khí đốt nhé, gas với lại CNG đấy chị nhé. Những cái dòng này là yếu từ chung nhưng mà nó đang tích lũy khá là tốt. Nếu các anh chị mua cổ phiếu bùng nổ á hoặc nắm giữ các cổ phiếu bùng nổ á, thì đương nhiên là các anh chị phải ưu tiên là cái nhóm mạnh hơn thị trường chung. Còn là các anh chị mà phục kích ở những cái nhóm cổ phiếu kiệt vôn á thì những cái nhóm ở phía dưới này nó cũng hoàn toàn có thể đi lên được anh chị nhé, cũng không vấn đề gì đâu nhé. Về danh sách các cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là có HT1 này, C47 này, BCC và PC1 nhé. Thì chúng ta có các kịch bản đầu tư về cách thức chốt lời T3 hoặc đánh ngắn hoặc đánh theo trend đấy đúng không? Có cái kịch bản chốt lời này, cắt lỗ này, cắt lỗ không quá 7 và tối đa không quá 7% này đúng không, hoặc là các cái mức này này, nếu thấp hơn cái mức này thì chúng ta nên thanh lý đi, hoặc là sử dụng MA10 hoặc MA20 hoặc sử dụng nền để thanh lý. Đây là các cổ phiếu mà mình nghĩ là hay nên theo dõi. Thực ra trong phiên này nhắn cho các anh chị ấy, ở nhóm VIP ấy, thì bản chất là trong cái nhóm cổ phiếu này thì nó bao gồm hai cái nhóm cổ phiếu, một cái nhóm cổ phiếu nó hai cái đấy nó đều là cái nhóm mà cổ phiếu kiệt vôn nhé, kiệt vôn cổ phiếu lên kênh trên xuống lên kênh trên. Tuy nhiên là mình đánh giá dựa vào cái test 3, test cung 3 thì buổi chiều thông thường hay gửi cho anh chị các cái danh sách các cổ phiếu test cung 3. Thì
thì nó sẽ an toàn hơn. Ngoài ra có rất nhiều các cổ phiếu mà nó là một cái phiên test đáy khối lượng thấp thì cũng là ok nha anh chị nhé. Thì ở cái đây này là một số cổ phiếu điển hình thôi, FTS, SGP, CL, GMD, BNA, PVT và PVP và MST nhé. Nó khá là nhiều đấy, thực ra này rất là nhiều nhưng mà mình cũng nêu điển hình vào đây thôi. Bởi vì cho nhiều vào quá mấy nữa mà đi test lại, hết tuần mà đi test lại thì nó dày quá, test thì rất lâu đúng không ạ? Đấy thì mình sẽ trở lại Ami Broker để mình sẽ review một số cổ phiếu theo yêu cầu các anh chị nhé. Anh chị nhá, review các cổ phiếu thì mình sẽ review các cái cổ phiếu kênh trên nhé. Và mình sẽ review từ những cổ phiếu mạnh nhất sau đến các cổ phiếu mạnh anh chị nhé. Anh chị thấy đầu tiên là có Thế Giới Di Động này, là cổ phiếu mạnh nhất dòng tiền vào nhé, nó nhóm mạnh nhất này. Thì cổ phiếu này các chị nắm giữ thôi, trên MA10 từ cái điểm mua bùng nổ này đúng không ạ? Tiếp theo là DRH nhé. DRH thì dòng tiền vào tốt nhé và đang xu đi lên, thì anh chị nắm giữ thôi, cổ phiếu này không có điểm mua nữa, chỉ nắm giữ thôi. Và Tiên Phong Bank là cổ phiếu leader của nhóm ngân hàng anh chị nhé, thì sau khi điểm mua bùng nổ này nó cũng trên MA10 và nó chạy rất là tốt nhé. TR này thì cổ phiếu sau mấy nhịp chạy thì V đang tích lũy thêm một nền phía trên này, xong có thể sẽ chạy tiếp. Những cổ phiếu như này các anh chị vẫn nắm giữ được. TR nó vẫn trên MA10. CNG là điểm mua bùng nổ ngày hôm qua, nó anh chị có thể xem lại cái nhận định ngày hôm qua 28 nhận định 9 thì có CNG điểm mua bùng nổ này đúng không? CNG này gas này, đúng không? HT1 nhé, HT1 điểm mua bùng nổ ngày hôm nay nhé, ngày hôm qua là cổ phiếu Kiệt Vôn anh chị nhé. C47 hôm nay điểm mua bùng nổ nhé. IDG nhé, IDG này là mình cũng có giữ cái cổ phiếu IDG này, hôm trước chia sẻ với chị rồi, anh chị thấy là đây là cái nền của nó này đúng không ạ? Thì sau khi có những cái điểm test này thì sau đấy cổ phiếu chạy, có thể chạy đâu từ đây lên đây là khoảng hơn 40%. NBB nhé, NBB thì các anh chị thấy đây là cái vùng nền của nó này và hai cái phiên này nó rút chân lên khá tốt nhé, thì các anh chị cũng ok rồi nhé, cổ phiếu này nắm giữ được. HDG anh chị thấy đây là nó đang hoạt động trong nền này, xong với phiên rút bỏ này thiệt khối lượng nhé, như này cũng là rất là tích cực đấy, anh chị cứ nắm giữ thôi. NTL nhé, đây là này, đây điểm mua bùng nổ vượt nền này, sau đấy nó vẫn trên MA10 đó anh chị ạ, trên MA10 và khối lượng kiệt như này thì vẫn ok thôi, vấn đề gì. Đấy, KVC này, KVC thì trong nền nhé, hôm nay test lại khối lượng thấp ok nhé, nói chung rất nhiều cổ phiếu này tích cực đấy, anh chị thấy là cổ phiếu TG này đúng không, đây là trong nền đúng không ạ, đây là khối lượng rất là kiệt này đúng không ạ, hôm trước này bán ra này là hôm 27 này ở mức giá 15.5 đúng không ạ, hôm nay là test lại này đúng không ạ, và đóng ở mức 15.8 thì là đang tích cực thôi, tích cực. PVI nhá, đây điểm mua bùng nổ nhá, dòng bảo hiểm này anh chị thấy đúng không, cũng chạy khá là ổn đúng không ạ, khá là mạnh đó, trên 30. SGT nhé anh chị nhé, thì nền của nó ở đây đúng không ạ, sau đấy chạy thì nay các anh chị nắm giữ thôi ok, thì không có điểm mua nữa đâu nhé, nắm giữ thôi. BMI này nhé, BMI điểm mua bùng nổ nó đây này, để sau đấy nó chạy thì anh chị nắm giữ thôi, chứ nắm giữ. Mic chạy thế nhé, đây điểm mua bùng nổ này, rũ này, phiên test này kéo lên này, ok nắm giữ thôi. Đấy. Mic chạy thế nhé anh chị nhé, mic này thì hơi lỏng hơn các cổ phiếu khác một chút. Đây là mua vào này, rũ này, phiên test này đang cân bằng nhé anh chị nhé, nói chung tương đối tích cực đấy. Đấy, APS này ok đang đi lên này, đấy IPA này nhé, các anh chị nhìn đây là mình đã lọc theo nhóm mạnh yếu rồi này, mạnh nhất nhóm mạnh này và phân theo nhóm ngành đúng không ạ, tiếp theo là API này, API thì vẫn đang nắm giữ và đi lên thôi. LC thì thế nhá anh chị nhé, LC đi lên, các anh chị cũng chưa cần phải chốt lời với những cổ phiếu đâu, một khi nó cứ chạy tằng tằng như này thì cái chữ cái nắm giữ thì là tài khoản nó ra tăng tiền thôi. Đấy, TCD này ok nhá, phiên đây này, đây là nền này, đây là một chỉ nhịp chốt lời rũ này, rút chân lên này ok nhé, như này là vẫn ok anh chị nhé. Đấy, DPM nhé, thì đây là rút bỏ này. Đấy, thì đây mua lại ngay này, thì như này cũng là dấu hiệu cũng khá tích cực nhé. Lát này thế này. Rất nhiều cổ phiếu nha anh chị nhé, rất rất nhiều cổ phiếu là cái phiên hôm qua rút bỏ hoặc là hôm nay rút bỏ.
nhưng đều rút chân lên rất là tốt anh chị nhé. Phiên hôm qua này đúng không, các chị thấy nó rút này, nó không rút được nữa thì nó sẽ lên đúng không ạ. Đấy, đây mình nới nền ra chút. Đấy chị thấy như thế, rút bỏ này, không thể rút nữa thì kéo lên. BMC ok nhé, làm giữ được nhé. KSB trong nền nhé, khối lượng kiệt như này ok nhé. TC6 này nhé, các chị thấy hôm qua mình có chia sẻ nhóm than đúng không ạ. Nhóm than này sau khi một điểm rút bỏ này, rút bỏ rút chân lên này thì nó lại thành ok nhé, lại ok rồi. CBD này ok này, CST này ok nhé chị nhé. Trong nền này, hôm nay test lại, hôm nay test lại phiên này này, khối lượng thấp thì ok. Những cổ phiếu như này vẫn ok nhé. EVF ok nhé. Đấy, VNH ok nhé. VSC ok nhé, sau khi nhìn rút bắt đầu kéo lên lại như chị ạ. ADS ok nhé, trong nền nhé. MH lại trong nền nhé. Cổ phiếu này thì vẫn chạy trên MA10 nhé, chị sẽ điểm bùng nổ đây. AV ok nhé. FMC nhá, FMC chỉ thấy điểm bùng nổ ngày hôm qua đúng không? Hôm nay tiếp tục chạy. Anh chị nắm giữ ok. Đấy, TNA ok nhá, nắm giữ nhá. PVS ok nhá. PVD ok nhá. VCC hôm nay điểm bùng nổ nhá. QNS nhá, thì chị thấy là rút từ hôm kia 27 này, xong qua test cung này đúng không ạ? Hôm nay kéo lên ok nhá. VCS ok nhá, VVS thì đây điểm bùng nổ này. Xong có một phiên này thủng MA10 và thủng MA20. Sau đó thì hai phiên mua lại khá là tốt đấy chị nhé. KDF à. KDF thì đang trong nền đấy chị nhé, khối lượng thì hơi cao một chút. VTS ok nhé. VTB này ok nhé, điểm bùng nổ ở đây này. Thì thấy nó vẫn trên MA10 mà đúng không ạ? Ok, nó giữ bình thường. Form này đang lên được nhá, vẫn nó tích lũy lại vùng này. Khối lượng hơi cao thì anh chị nên chờ thêm. VOS nhé, VOS đây là một cái nền mới này. Đấy, rũ này anh chị thấy đúng không? Test cung này, phiên này là khối lượng rất thấp này. Đúng không ạ? Như này là an toàn anh chị nhé, mặt tại biển như này rất là đẹp luôn đấy, của này an toàn này. Tiếp tục nhé, thằng GSP này ok nhé. DPG ok nhé, đang chạy vào chạy rút luôn nhé. HVC nhé, mua vào với khối lượng có sự gia tăng nhé, nhưng mà đang ở trong cái có nhiều cái mức kháng cự phía trên này, chúng ta quan sát thêm. Đấy, PC1 biểu mua bùng nổ ngày hôm nay nhé đúng không ạ. IDC ok nhé. Put này vẫn ok nhé, nhìn này nhé. FCN, FCS trong nền đấy chị nhé, chúng ta có thể dùng cái mức hỗ trợ phía dưới này, chúng ta thanh lý bất hàng trong trường hợp cần thiết. Đấy. C32 nhé, C32 ok nhé. C4G ok nhé, các anh chị thấy rút này, xong rút trở lên vẫn thấp là ok nhé. Đấy, như này ok này, là CG ok này. Đấy, VCE ok này, còn các cổ phiếu khác còn lại thì cổ phiếu thấp hơn MA10 hoặc thấp hơn MA20. Hoặc là khối lượng của dòng tiền nó vào nó không rõ ràng cho nên là mình sẽ không review. Thì chỉ nhất còn những cái cổ phiếu review nãy đấy là những cổ phiếu cơ bản là đẹp nhất rồi. Ok, thì các anh chị có yêu cầu về cổ phiếu nào, các anh chị vui lòng comment dùng phía dưới có cái ô chat á, thì mình sẽ làm các cái video giải đáp cũng sẽ trả lời ở đó. Và hy vọng bản tin cũng phần nào giúp ích cho anh chị trong hoạt động đầu tư chứng khoán của mình. Và các anh chị đừng quên subscribe kênh và ấn nút quả chuông để nhận các cái thông tin mới nhất từ kênh Talk Chứng Khoán của Tuấn Vũ. Ok, cảm ơn các anh chị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.